Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả, không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giê-xu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Khốn! Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, trước tiên Chúa khiển trách người biệt phái về một số điểm như là nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương và đủ thứ mọi rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Và Chúa còn khiển trách thái độ của họ nữa, là thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Việc nộp thuế cho đền thờ của người biệt phái là một điều tốt, nhưng mà họ làm không phải là vì lòng yêu mến Chúa, lòng yêu mến đền thờ, nhưng mà vì muốn háo danh, muốn được người ta tôn vinh chính bản thân mình. Và đó chính là cái thoái đạo đức giả mà Chúa Giê-xu lên án. Cũng vậy, việc cầu nguyện và ăn chay mà họ thực hành không phải xuất phát từ lòng yêu mến Thiên Chúa, lòng muốn hoán cải đời sống của mình, nhưng cũng nằm trong cái quỹ đạo muốn người khác tôn vinh mình, muốn người khác chiêm ngưỡng sự đạo đức của mình. Và điều đáng trách hơn nữa, nói những người biệt phái và những người thông luật, là họ giữ những điều đó và họ đã chất gánh nặng lên vai của những người khác. Lòng hám danh của họ đã biến họ thành những người không biết cảm thông với những yếu đuối của người khác. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu khiển trách. Và đó cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta, một bài học cho chúng ta hôm nay.